Ok, xin mời anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Citywatch. Thì hôm nay Citywatch có mang về cho anh em một chiếc T-Shot đến từ Thụy Sĩ. Thì nhắc tới T-Shot thì Citywatch đã có review rất là nhiều rồi, nhưng mà đã toàn là review những chiếc là đến từ đồng hồ cơ automotive thôi. Nhưng mà hôm nay thì Citywatch sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc T-Shot phiên bản máy pin, máy watch của Thụy Sĩ rất là chất lượng. Và đặc biệt là em này đang có một mức giá sale rất là tuyệt vời và ấn tượng. Những anh em khó thể bỏ qua cái sản phẩm này vì hiện tại giá đang rất tốt các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau mở hộp cho anh em cùng xem. Và anh em cùng xem em nó như thế nào. Đây, phiên bản T-Shot Watch Everytime. Đây, mình sẽ lấy ra cho anh em xem nè. Đây, còn nguyên siêu luôn. Đây, em nó thì có mã số là T019610 360200. Và đây số series của em nó đây các bạn. Đây chất liệu steel PVD trong nước 33. Đây. Máy watch đây các bạn. Đó chiếc tab truyền thống của T-Shot hiện nay rồi, rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau tháo siêu và cho anh em xem cùng chiêm ngưỡng các bạn nha. Đây. Một chiếc T-Shot phiên bản máy pin nhưng mà thật sự rất là đẹp. Thì những em mà đam mê phân khúc T-Shot máy pin thì khó có thể bỏ qua sản phẩm này vì hiện tại em này có mức giá sale rất là tốt. Đây các bạn, nhân vật chính ngày hôm nay đây, T-Shot Everytime. Đây. Đây, đầu tiên các bạn sẽ thấy đẹp nhất chính là cái 12 cọc số Arabis học trò, nó làm nổi bật trên cái tông nền đeo trắng cùng với cái viền Roser tạo nên một cái sự lịch lãm nhất định cho người đàn ông. Và cái điểm nhấn của em này chính là cái độ dày em này khá là lý tưởng, chỉ có 6.5mm thôi. Và cái size em này thì mình đã có đo rồi, 42mm các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ cùng nhau lên tay thử cho anh em cùng xem và anh em cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của em T-Shot Everytime này, một phiên bản hoàn toàn mới của nhà T-Shot. Đây. Đây các bạn. Đó, các bạn thấy không? Một kiểu thiết kế gọi là phải nói là vô cùng classic và cổ điển, mặt to và cái độ dày là quá lý tưởng, thì những anh em khó có thể bỏ qua cái kiểu này, đeo rất là gọn gàng và dễ đeo, những anh em văn phòng sẽ rất thích đây. Và đây một phiên bản máy pin thì anh em khỏi lo vấn đề về sai số hoặc là bảo dưỡng bảo đồ trong quá trình sử dụng so với những chiếc đồng hồ cơ các bạn nha. Đó rồi, rất là đẹp. Tay mình có cổ tay là 16.5, trong tay cái này chiếc này các bạn thấy là khá là vừa vặn và ok. Thì những anh em có cổ tay là khoảng từ 16 trở lên á thì trong tay chiếc size 42 này là đẹp nhất các bạn nha. Đó, rất là đẹp, tuyệt vời. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ nói về giới thiệu về phần máy. Thì em này thì chắc tất nhiên rồi, một cỗ máy watch đến từ Thụy Sĩ rất là bền bỉ. Chiếc máy này là máy ETA 901 truyền thống của dòng T-Shot và rất là nổi tiếng luôn. Đó, nha, chỉnh giờ anh em chỉ việc kéo ra một nấc đây. Anh em một nấc anh em chỉ chỉnh giờ thôi, rất là đơn giản. Đó. Rất đơn giản và dễ sử dụng, dòng classic luôn luôn là vậy. Càng tối ưu càng đơn giản nhưng mà thật sự lên tay rất là đẹp. Rồi ok. Tiếp theo mình sẽ nói về phần mặt dial. Phần mặt dial em này thì theo thiên hướng của cổ điển và classic, đặc biệt là 12 cọc số Arabis học trò. Đó, nó được cách điệu đó các bạn, được cách điệu là một cái điểm nhấn lớn nhất của dòng sản phẩm Everytime này. Thì cái dòng sản phẩm này có hai phiên bản nhựa thép và phiên bản dây da. Và phiên bản ngày hôm nay là phiên bản dây da. Nó rất là những anh em bên phòng đều thích chuộng đeo kiểu dây da thế này vì sẽ lên tay nó rất là gọn gàng và cực kỳ đẹp. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ thấy là 12 cọc số này được nhà sản xuất là sơn màu đen cùng với cái màu đen trên phần kim luôn, cũng là sơn đen nổi bật trên cái tông nền đeo trắng. Thì góc 12 giờ anh xem em sẽ thấy dòng chữ T-Shot 1853 quen thuộc của hãng rồi. Dưới này là dòng chữ Swiss May, họ sản xuất tại Thụy Sĩ các bạn nha. Đó, rất là danh giá. Rồi, bên cạnh những cái cọc số này thì được hãng có chi bạch ở đây. Chi bạch ở đây thì anh em có thể theo dõi giờ giấc, nó sẽ chính xác cụ thể hơn. Đó. Rồi. Tiếp theo mình sẽ nói về phần mặt kính. Phần mặt kính của em T-Shot Everytime này được hãng ưu ái một chiếc kính sapphire chống trầy rất hoàn hảo. Thì đối với cái dòng đồng hồ phổ thông thì kính sapphire là một trong những dòng một sự nâng cấp rất là đáng giá đó. Đó rồi, thì giúp anh em sử dụng trong vấn đề sinh hoạt này sẽ thoải mái hơn, tránh vấn đề bị chảy xước hay làm ảnh hưởng tới độ thẩm mỹ của chiếc đồng hồ đó các bạn, rất là đẹp, tuyệt vời. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về phần mặt bên hông. Bên hông em nãy mình có chia sẻ rồi, với độ dày chỉ có 6.5 rất là lý tưởng luôn. Đó, thì anh em lên tay rất là gọn gàng và cực kỳ nhẹ. Đó, đeo rất phù hợp, như anh em thích cái kiểu thiết kế mỏng thì khó có thể bỏ qua phiên bản Everytime của nhà T-Shot này. Đó. Vì bên hông em này thì được mạ bóng hoàn toàn và rất là hoàn thiện cao cấp. Đó, và tất cả đều được mạ tông màu Roser thời thượng. Trên phần đấm vặn ở đây, phần đấm vặn thì cũng được mạ bằng Roser và có cái khắc logo chữ T đặc trưng của dòng T-Shot luôn các bạn nha. Đó. Đẹp.
Đây, tiếp theo mình sẽ xoay qua phần nắp lưng. Phần nắp lưng này mình chưa tháo siêu nha các bạn, để nguyên siêu luôn. Đó, phần nắp lưng này thì có dán cái tem tem sorcery này sẽ trùng với tem của trên kia cái tác giấy đây. Đó các bạn. Đây, 0LV0437E đây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc những thông số trên phần cái keypad đế kính này. Đó, đầu tiên là Sapphire Brightstone này, mặt kính Sapphire này. Thương hiệu của T-Shot này, dòng sản phẩm T109610 này. Rồi, đây là cái sorcery. Điểm đặc biệt của cái dòng T-Shot là được hãng làm ba cái sorcery trùng với nhau, một là trên tác, hai là được khắc ở trên phần nắp lưng, và thứ ba là cái miếng siêu này đây. Đó, khắc trùng với nhau. Rồi, bộ đồ chống nước em này là 33-30m thì anh em có thể rửa tay đi mưa nhẹ các bạn nha. Chất liệu stainless steel và được mạ một tông màu rose hoàn hảo. Cái này nếu mà mình bóc ra luôn các bạn sẽ thấy được cái độ bóng và độ hoàn thiện em này, và nó tuyệt vời các bạn thấy không? Bóng lưỡng như gương luôn. Có thể soi gương luôn các bạn. Đẹp không thể chê vào đâu được. Nhưng mà cái này thì mình để lại để giao cho khách nên mình không bóc ra các bạn nha. Đó. Tuyệt vời. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về phần dây da. Phần dây da em này là một sợi dây da vân đen lì đó. Như những review trước đó rồi, mình rất thích cái kiểu về dây da vân đen lì để sẽ cho cái độ cao cấp nhất định cho chiếc đồng hồ của mình đó. Rồi trên dây thì có khóa của T-Shot là có dạng khóa xiên và được khắc logo của T-Shot ở đây. Ở phần mặt sau là được làm da bò và có kích thước là size 21 và được hãng có dập những thông số của hãng này, T-Shot 1803 thương hiệu đây đó, rất là chất lượng và đẹp mắt. Nó tuyệt vời. Nói chung là mình sẽ xoay lại lần nữa cho anh em xem này. Đó, nói chung là thiết kế của Classic của dòng Airtime thì khó có thể phải chê nữa. Rất là đẹp mắt, đơn giản nhưng mà vô cùng sang trọng. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về phần giá. Em này ở giá ngoài hãng thì có giá khá cao các bạn. Mình nhớ không nhầm thì nó sẽ rơi vào đâu đó là khoảng hơn 7 triệu rưỡi tầm đó. Nhưng hiện tại CityWatch đã may mắn săn về cho anh em chiếc phiên bản T-Shot máy pin này với một mức giá vô cùng hấp dẫn. Thì chỉ đâu đó là khoảng loanh quanh 4 triệu thôi. Về phần mức giá chi tiết thì anh em có thể tham khảo phần cập nhật và admin để phần mô tả bên dưới các bạn nha. Ok, nếu anh em nào thấy thích em T-Shot Airtime cực kỳ đẹp mắt và thời thượng này thì hãy gọi ngay qua số hotline của admin là 0938777234 hoặc có thể nhắn tin qua Zalo, IMS sẽ được admin tư vấn để mua em nó ngay. Thì với số tiền bỏ ra rất là ok mà các bạn đã sở hữu một thương hiệu T-Shot đình đám thế này thì còn chần chừ gì nữa, hãy đặt mua em nó ngay các bạn nha. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết video của CityWatch. Nếu anh em nào thấy hay thì vui lòng ấn like và subscribe kênh đăng ký của CityWatch. Và đừng quên để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà CityWatch sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.